Hiện giờ cũng đang là giữa năm 2020 thì cũng vừa là lúc mùa rắn đồng ở Việt Nam. Thì hôm nay mình xin gửi tới quý vị và các bạn sản phẩm dưới bẫy rắn tàng hình bên mình. Như mọi người đã biết á, thì ngoài cái phương pháp bẫy rắn truyền thống là bằng lồng nè, bằng mồi nhử, thì chúng ta cũng có một cái phương thức rất là hiệu quả, đó là bẫy rắn bằng lưới. Mỗi cái á, nó có những ưu nhược điểm khác nhau. Với phương pháp bẫy rắn bằng lồng á, chúng ta sẽ đánh bắt ở trong những cái bụi rậm, những cái địa hình mà gồ ghề khó khăn, thì ở đó bẫy rắn bằng lồng hay là bằng mồi nhử rất là hiệu quả. Còn với những trường hợp ở những cái địa hình thông thoáng, chúng ta muốn bẫy được một lúc nhiều loại rắn to nhỏ khác nhau, thì bẫy rắn bằng lưới là cách tốt nhất để chúng ta làm điều đó. Thì ngày hôm nay mình xin giới thiệu lưới bẫy rắn màu vỏ khô bên mình hiện đang cung cấp trên thị trường nhé. Lưới này là lưới Nhật Bản, có các mắt lưới là từ 3, 4, 5 và 6 phân. Anh em thoải mái bẫy rắn từ 0.2 kg trở lên, chui vô là dính. Ở trên phía trên của lưới mình đã gia cố thêm một sợi dây dù. Dây dù này có tác dụng là tránh bị dắt ở phía trên lưới và cũng như là để căng hai đầu dây lưới. Phương pháp đánh rất là dễ dàng, chỉ cần hai cái đầu dây kéo ra căng hai cái cột, chúng ta có một địa điểm đánh. Với mỗi tay lưới này á, mình đang để giá trên thị trường á, là chỉ có 3.000 đồng thôi, rất là rẻ so với những phương pháp bẫy đánh khác, và thu lại hiệu quả còn có khi còn cao hơn, vượt trội hơn, vì có thể tái sử dụng được nhiều lần. Nhiều anh em mua về sẽ băn khoăn không biết là nó có hiệu quả không, thì qua kiểm chứng đó là những cái người mà đã sử dụng cái sản phẩm bên mình thì đều comment là đánh giá rất là tích cực. Mọi người thấy không, mắt lỗ đều này, chân lưới sợi dắt nhé. Hiện tại mình đang bán một cái sản phẩm duy nhất, đó là màu cỏ khô thôi. Ở trên đây thì có lốm đao lốm đốm, hòa hợp rất tốt với môi trường. Anh em nào cần hay là ai cần thì cứ gọi điện trực tiếp cho mình, mình sẽ tư vấn đúng vào cái nhu cầu của anh em nhất. Bán rắn gì thì cứ gọi điện cho mình, 3.000 đồng một mét thôi. Giao hàng thì 3-4 ngày là tới nơi, ship hàng là toàn Việt Nam nhé. Ngoài ra thì mình cũng bán thêm rất là nhiều cái sản phẩm về bẫy chim, bẫy thú, bẫy cu, sản phẩm lồng kẹp các loại đủ hết. Rồi, cảm ơn anh em, cảm ơn đã coi video này và mong ủng hộ những video tiếp theo.